Cùng với đội tuyển xe tăng, các đội tuyển khác của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia tranh đấu tại Army Games 2020 cơ bản đã hoàn thành các nội dung thi đấu. Tại hội thao năm nay có những nội dung lần đầu tiên Việt Nam tham gia và trong một số thời điểm, điều kiện thời tiết thi đấu không thuận lợi. Tuy nhiên, các tuyển thủ của chúng ta đã vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành tốt các phần thi. Mời quý khán giả và các đồng chí cùng chúng tôi nhìn lại quá trình thi đấu và những thành tích nổi bật mà các đội đã đạt được. Là đội tuyển lần đầu tham dự Army Games, với tinh thần quyết tâm cao, đội tuyển pháo binh Việt Nam đã lần lượt chinh phục các thử thách ở cả phần thi ban ngày và ban đêm. Đội tuyển pháo binh Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Cá nhân đồng chí Thượng úy Phạm Tuấn Anh đoạt giải pháo thủ có thành tích tốt nhất về bắn súng B-41. Đội tuyển cứu hộ cứu nạn Việt Nam cũng đã hoàn thành các nội dung thi đấu và giành huy chương đồng sau chủ nhà Nga và Belarus. Đặc biệt, 3 thành viên của đội tuyển đã được ban tổ chức tặng huân chương hữu nghị vì thành tích thi đấu xuất sắc. Đội tuyển bếp dã chiến Việt Nam nhận giải trình bày món ăn đẹp nhất và đứng ở vị trí thứ 5 trên tổng số 6 đội tham gia năm nay. Đội tuyển công binh Việt Nam về thứ 3 với thành tích 46 phút, xếp sau các đội tuyển công binh của Nga và Uzbekistan. Với kết quả này, đội tuyển công binh Việt Nam đã bảo vệ thành công huy chương đồng. Ngoài ra, tiểu đội công binh xung kích của ta cũng nhận được danh hiệu tiểu đội công binh xung kích xuất sắc nhất cuộc thi. Đội tuyển hóa học Việt Nam đứng vị trí thứ 4 chung cuộc trong 9 đội tham gia nội dung môi trường an toàn. Hai vị trí nhất và nhì lần lượt thuộc về đội chủ nhà Liên bang Nga và đội tuyển Trung Quốc. Tuy không bảo vệ được chiếc huy chương đồng ở Army Games năm ngoái, song đây vẫn là những kinh nghiệm quý báu cho đội tuyển trong thực hiện nhiệm vụ cũng như thi đấu tại các kỳ hội thi hội thao tiếp theo. Đoàn Văn hóa Nghệ thuật Quân đội của Việt Nam nhận được bằng khen của ban tổ chức vì có thành tích xuất sắc về văn hóa nghệ thuật đóng góp cho Army Games 2020 và bằng khen trong hoạt động sáng tạo văn hóa tại Army Games 2020. Năm nay cũng đánh dấu nhiều sự thành công khác khi đội Việt Nam nhận được nhiều giải đề cử ở hạng mục cá nhân như giải nhất giọng hát vàng Army Games 2020, giải nhất múa đôi, giải nhất thi biểu diễn nhạc cụ, giải nhì giọng hát vàng Army Games 2020, giải ba giọng hát vàng Army Games 2020. Và thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được trong chiều nay, đội thông tin liên lạc Việt Nam đã hoàn thành thi đấu trận chung kết với Nga và Belarus với thành tích 84 trên 100 điểm. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 3 chung cuộc, giành huy chương đồng. Đây là một nỗ lực rất lớn của các tuyển thủ Việt Nam.